Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 004 Bài toán liên quan đến phần tính bán kính nguyên tử Khi các em đã theo dõi quen các ví dụ 1, 2, 3 rồi Thì đến ví dụ 4 này các em không còn khó khăn nữa Chúng ta xử lý rất là ngắn gọn thôi Thầy mô tả để các em theo dõi cho là dễ Việc đầu tiên là thầy dùng phương pháp chọn lượng chất Thầy chọn đồng của thầy là 1 mol thì với một mon đồng này thầy tính được những cái gì Tính được khối lượng của nó bằng 1 x 64 Bằng 64 gram Áp dụng công thức V bằng M trên D Thầy tính được V của thể tích của nó sẽ bằng 64 Chia D là bằng 8,9 Đơn vị là cm khối Và V này nó có chứa 6,023 x 10 mũ 23 hạt nguyên tử đồng hoặc các em hiểu lôm la là Một mon đồng có chứa cần này hạt nguyện, nguyên, tử đồng Nhưng người ta nói rằng là Có 74% là thể tích thực Thế còn lại là, là có khe rỗng Nghĩa là gì? Nghĩa là V của 6,023 Nhân 10 mũ 23 hạt của thầy Nếu xếp khít nhau Thì nó chỉ chiếm 74% thôi Vậy lấy 74 chia 100 Nhân cho thầy với cái V này Sẽ bằng 64 chia cho 8,9 đó đơn vị là cm khối để tính được bán kính của một nguyên tử thì các em phải tính cho thầy v của một nguyên tử đây r ở đây thầy ký hiệu r ở đây vậy v của một nguyên tử không có gì khó khăn cả các em tính được luôn v một nguyên tử đồng sẽ bằng lấy thể tích của cần này chia cho cần này hạt thì ra thể tích một hạt vậy sẽ bằng 74 nhân với lại 64 chia cho 100 nhân với 8,9. Nhân cho thầy với lại 6,023 nhân 10 mũ 23. Kết quả đây là cm khối. Để tính được R ER, các em ốp công thức thì các em có là R ER của thầy bằng căn bậc 3 của 3V1 nguyên tử chia cho 4 pi. Đó, mà V1 nguyên tử các em biết rồi các em ốp vào đây, hay vào đây thì các em đã tìm ra được R R bằng R đơn vị của nó là cm và các em phải đổi ra angstrom. Kết quả các em có là 1,28 sắp xỉ 1,28 angstrom. Đó. Như vậy đáp án ở đây thầy có là đáp án C.